phát hiện nữ sinh trốn học, bác bảo vệ giữ lại để báo cáo với nhà trường và danh tính, khiến bác phải xin lỗi vội. Mới đây, một vụ việc hài hước đã xảy ra tại trường học ở Giang Tô, Trung Quốc. Cụ thể, hôm 6 tháng 12, một clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng trở nên viral. Trong clip, một nữ sinh bị giữ lại trong phòng bảo vệ vì tội trốn học. Trong khi bác bảo vệ liên tục nhắc nhở nữ sinh này, cháu còn nhỏ tuổi, không thể trốn học. Cháu phải có giấy xin phép, được giáo viên ký tên xác nhận mới có thể đi về. Hoặc cháu phải chờ bố mẹ đến đón. Thì nữ sinh liên tục kêu, không phải học sinh, tôi là cô giáo mà. Khuôn mặt cô tỏ rõ sự bực tức và xấu hổ. Tuy nhiên, bảo vệ không tin vì nữ sinh này có khuôn mặt rất trẻ, không thể nào là giáo viên được. Vì vậy, bác bảo vệ đã yêu cầu nữ sinh ngồi lại trong phòng bảo vệ, chờ bố mẹ đến đón, chứ không được tự ý đi về. Không chỉ vậy, bác còn gọi cho nhà trường để báo cáo vụ việc. Điều không ngờ là nữ sinh này chính là giáo viên thật. Có lẽ vì cô giáo mới nên bảo vệ chưa kịp quen mặt. Một điều nữa là vì cô có ngoại hình quá trẻ so với tuổi, khuôn mặt tròn, phúng phính, làn da trắng, trông chỉ như nữ sinh cấp 3 là cùng. Ôi trời ơi, tao là ai? Đâu là đây? Tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Chính điều này đã khiến bác bảo vệ nhầm lẫn và vụ giữ lại vì tưởng là học sinh trốn học. Đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo bị giữ lại ở phòng bảo vệ đã nhận được cơn mưa bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi phì cười trước tình huống quá mức hài hước này. Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ cùng Tán TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé.